Tại sao đến bây giờ tôi mới biết được một chiếc quán Eatery & Bar nấp hẻm hay ho đến như vậy? Quả là thiếu sót. Hello mọi người, mình là Bảo, hiện tại thì mình đang có mặt tại Cozy. Cái tên này thì chắc không còn xa lạ với những ai mà yêu thích sự lãng mạn. Không gian quán nhỏ ấm cúng nhưng mà không tạo cảm giác bí bách hay là khó chịu. Phía dưới là quầy bar, còn trên lầu là khu vực để ăn tối. Nay thì Cozy có hai set menu mới nên mình đã thử luôn hai cái. Set đầu tiên là set đại dương, giá sẽ là 1190 cho một người. Còn set bạn mình ăn là The Land, giá sẽ là 1490. Một điểm cộng mà mình dành cho Cozy là các món ăn được trang trí và trình bày rất là bắt mắt nha. Nhìn qua món ăn là mình sẽ biết được các anh chef ở đây sẽ rất là chỉnh chu trong những cái món ăn mà mình đã làm ra. Trong set mình sẽ được tặng một ly vang hoặc là một ly mocktail tùy theo sở thích. Đầu tiên với món bào ngư Úc cuộn bắp cải. Bào ngư được sử dụng phương pháp nấu chậm. Khi mà cắn vào miếng bào ngư sẽ cảm nhận được cái độ giòn của nó, kèm theo là cái độ ngọt thơm của hải sản. Món thứ hai mình muốn nói tới là mì ý tôm hùm. Cái sợi mì ý bên đây á, nó làm không giống như những cái chỗ mà mình hay ăn bên ngoài đâu. Ai ăn không quen á thì nghĩ nó bị sống, nhưng không phải đâu, người ta cố tình làm như vậy á mọi người. Vì đúng gốc của mì ý á, là sợi mì nó phải giòn giòn vậy á. Trong đây là còn có thêm cả trứng cá hồi với lại nhum biển. Bỏ vào miệng là cảm nhận toàn là mùi hải sản, ngon lắm nha mọi người. Tiếp đến là sò điệp nấu chân không, ăn kèm với lại sốt gạo lài, nhum biển và cà rốt nghiền. Tất cả nguyên liệu này mà khi kết hợp với nhau nó tạo lên một cái tổng thể cực kỳ hài hòa. Độ tươi của sò điệp, độ thơm của gạo lài. Và một cái điều mà mình rất là thích ở Cozy là tất cả các món ăn đó là đều có một cái câu chuyện riêng của nó. Nghe xong cái câu chuyện là tự nhiên thấy món ăn nó ngon hơn hẳn. Và món chính trong cái set menu đại dương á là cái món cá hồi. Cá hồi được nấu chân không, khi mà bỏ vào miệng là nó tan ngay lập tức. Ăn với cá hồi á thì sẽ có phô mai ricotta, trứng cá hồi và sốt rau từ ngô. Phô mai ricotta kết hợp với mứt ớt tưởng không hợp nhưng mà lại hợp không tưởng. Qua set thứ hai thì bạn mình ăn cái món gan ngỗng Pháp nấu với lại vang. Gan ngỗng được xử lý mùi tốt, ăn không hề có cảm giác bị hăng. Món này sẽ ăn cùng với trái tầm bóp, mứt vỏ dưa hấu và mứt hành tím. Ba cái nguyên liệu này khi ăn sẽ tạo cảm giác nó khá là đặc biệt cho cái món này. Bên cạnh đó thì cái món hoành thánh ý nhân phô mai ăn với lại sốt chorizo. Nhìn thì không đẹp mắt nhưng khi ăn nó là rất cuốn miệng. Cuối cùng main chính cho cái set thứ hai là cái món bắp cù Úc nướng. Cuối cùng là chuyên mục mình mong đợi nhất, đó chính là dessert. Trong set đại dương thì sẽ có cái món kem dâu rừng ăn với sô cô la trắng và dâu tằm. Ê ôi, cái cách đề coi người ta làm xinh quá nè. Ăn món này mình sẽ múc từ dưới lên, tất cả nguyên liệu sẽ hòa quyện lại với nhau. Ôi là trời, nó ngon. Nếu sắp tới vào những dịp lễ cuối năm mọi người chưa tìm được chỗ nào ưng ý cho bản thân mình á thì Cozy chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng.